Throw, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Thái Hòa, tên thật Hồ Thái Hòa, sinh ngày 10 tháng 8 năm 1974, là một nam diễn viên điện ảnh, diễn viên hài, diễn viên kịch, nhà biên kịch và đạo diễn sân khấu của Việt Nam. Thái Hòa được sinh ra vào ngày 10 tháng 8 năm 1974 tại Sài Gòn. Sau này lớn lên, do có lòng đam mê nghệ thuật nên anh quyết định làm diễn viên hài lẫn diễn viên kịch. Cách diễn xuất của Thái Hòa rất đặc biệt và dí dỏm, khiến không ít khán giả yêu quý anh. Không những thế, anh còn đảm nhận luôn vai trò biên kịch sân khấu và đạo diễn sân khấu. Hai tác phẩm ăn khách nhất của anh là Người Vợ Ma và Quả Tim Máu. Dù nhiều năm trôi qua, nhưng hai vở kịch kinh dị này vẫn còn đủ sức hấp dẫn để kéo khán giả đến rạp rất đông. Sự nghiệp của Thái Hòa còn tỏa sáng hơn nữa khi lấn sang lĩnh vực điện ảnh. Bộ phim đầu tiên của anh tham gia là phim Những Đứa Con Thành Phố. Sau này, anh gây nhiều ấn tượng với những bộ phim hài nổi tiếng của đạo diễn Việt kiều Charlie Nguyễn như là Để Mai Tính, Lông Ruồi, Cưới Ngay Kẹo Lỡ, Tèo Em và Để Hội Tính. Năm 2004, Thái Hòa có kết hôn với diễn viên hài Cát Phượng, rồi cùng cô tham gia nhiều vở hài kịch hay như Anh Chồng Nhát, Rình Trộm, Tình Bạn, Mùa Xuân Cưới Em. Nhưng đến năm 2006 thì cả hai đã ly hôn khi đã có một đứa con trai. Hiện tại, Thái Hòa đang sống chung với người vợ mới tên Hồng Thu.